Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Hôm nay shop Sơn Japan xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ rất là lạ thuộc hãng Waco. Waco thì cho ra đời nhiều cái mẫu nhôm phay kiểu hơi vintage cũng như là có những cái mẫu để deco rất là đẹp. Thì hôm nay đây cũng là một trong những cái mẫu khá là ấn tượng của hãng Waco. Vì sao lại nói là ấn tượng? Bởi vì là cái kiểu dáng cũng như là cái công năng của em này. Em này vừa xem giờ để deco rất đẹp, và cái thứ hai là ban đêm nó là có dạ quang, khi mà mình đi ngủ thì mình vẫn có thể nhìn thấy giờ và cái tỏa nó tỏa cái ánh sáng ra rất là bắt mắt, khi mà những cái họa tiết này họ làm kèm theo này rất điệu đà. Hoa văn của hoa Waco thì thường làm rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó không kém cái phần sang trọng cũng như là cái phần tinh tế ở trên một chiếc đồng hồ. Em Waco này thì mặt là mặt nhôm phay, và chất liệu thì đương nhiên là nhôm phay rồi, nhưng mà mặt em này là mặt nổi, số nổi. Người ta làm riêng một cái vòng số khá là xinh. Size của em đồng hồ này là 15 x 14. Em này thì hàng gần như là mới 100%, bởi vì nó không có một vết gì cả mọi người ạ. Em này chạy một viên pin tiểu đằng sau đây, một cái pin tiểu mọi người nhé. Máy thì vô cùng đơn giản thôi, mình chỉnh giờ đằng sau là được, chỉnh như những cái đồng hồ treo tường cũng như là đồng hồ để bàn bình thường ở nhà của mình thôi, rất là dễ dàng. Mình mua em này về để trưng hay là để biếu tặng đều phù hợp cả, bởi vì những cái kiểu mẫu này thì hàng khá là lạ, chỉ có một chiếc duy nhất, cho nên là đôi khi các bác đặt hàng muốn có thứ hai không có. Cho nên là bác nào yêu thích em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật, hoặc là truy cập web hoangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất tại shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.